một nhân viên thử việc của một công ty phân bón thuốc bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai đại lý phân bón thuốc trừ sâu ở Gia Lai. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai hôm qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 12 năm tù giam đối với Nguyễn Kế Tuấn, trú huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn là nhân viên thử việc làm tiếp thị bán hàng tại một công ty phân bón thuốc bảo vệ thực vật có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, Tuấn chơi đánh bạc trên mạng và thua tới 400 triệu đồng. Để có tiền gỡ chơi tiếp, gỡ lại số tiền thua, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số đại lý, cửa hàng phân bón thuốc trừ sâu bằng cách lừa thu tiền hàng tại các đại lý ở Gia Lai. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn mức án 12 năm tù do thành khẩn khai báo và khắc phục một phần số tiền lừa đảo.